Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Lời nói bên trong có tính hủy diệt cao. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Sách Thi Thiên chương 19, mục 14. Bạn có quan sát lời nói bên trong của bạn không? Bất cứ điều gì chúng ta cho đi về mặt tinh thần, chúng ta chắc chắn nhận lại. Thước đo mà chúng ta đã đạt được sẽ được đo lại với chúng ta. Ví dụ, bạn có thể lịch sự và nhã nhặn với ông chủ trong văn phòng, nhưng khi ông ta quay lưng lại, trong tâm trí bạn đang rất chỉ trích và bất bình với ông ta. Anh ấy nhận ra rằng lời nói bên trong của anh có sức hủy diệt cao. Một ngày nọ, một nhân viên bán hàng đến gặp tôi và mô tả những khó khăn của anh ấy khi làm việc với giám đốc bán hàng của tổ chức mình. Anh ấy đã gắn bó với công ty 10 năm và không hề được thăng chức hay thừa nhận dưới bất kỳ hình thức nào. Anh cho tôi xem số liệu bán hàng của anh ta nhỉnh hơn những người khác trong lãnh thổ. Anh ta nói rằng giám đốc bán hàng không thích anh, rằng anh bị đối xử bất công, và tại các hội nghị, người quản lý đã thô lỗ với anh, đôi khi chế nhạo những đề xuất của anh ta. Tôi giải thích rằng chắc chắn nguyên nhân là ở một mức độ lớn trong bản thân anh ta, và quan niệm cũng như niềm tin của anh ta về cấp trên của anh là nhân chứng cho phản ứng của người đàn ông này. Thước đo hoặc quan niệm của anh ta về người quản lý là ông ấy xấu tính, khó hiểu, và anh đã đầy cay đắng cũng như thù địch đối với ông ấy. Trên đường đi làm, anh đã thực hiện một cuộc trò chuyện sôi nổi với chính mình, với đầy những lời chỉ trích, tranh luận về tinh thần, sự kiểm điểm và tố cáo của người quản lý bán hàng. Người đàn ông này nhận ra rằng lời nói bên trong của anh ta có sức hủy hoại rất lớn, bởi vì cường độ và lực lượng của những suy nghĩ, cảm xúc thầm lặng của mình, và anh ta tự mình thực hiện việc lên án tinh thần cũng như phỉ báng người quản lý bán hàng đã đi vào tiềm thức của mình, dẫn đến phản ứng tiêu cực từ sếp của anh ta, cũng như tạo ra nhiều rối loạn thể chất, tinh thần và cảm xúc khác. Anh ta bắt đầu cầu nguyện như sau: tôi là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của tôi. Tôi từ chối trao quyền cho bất kỳ người nào, địa điểm hoặc vật nào làm phiền tôi. Tôi chịu trách nhiệm về cách tôi nghĩ về sếp của mình. Tôi biết rằng Chúa đang ngự trị ông ta. Tôi chào mừng thần tính trong ông ấy. Ông ấy là một sinh linh sống trong vũ trụ của Đức Chúa Trời và được cai quản bởi Ngài. Tôi thấy ông ấy như Chúa nhìn thấy ông ấy vậy. Ông tràn đầy tình yêu thương, ánh sáng và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về ông ấy, tôi tự nói với chính mình: điều gì là sự thật của Đức Chúa Trời cũng là sự thật của tất cả mọi người. Hãy để hình ảnh tinh thần của bạn được đền đáp. Anh ta lặp lại thành tiếng lời cầu nguyện này một cách chậm rãi, lặng lẽ và cảm tính, vì biết rằng tâm trí anh ta là khu vườn của Đức Chúa Trời, và bất cứ thứ gì anh ta trồng trong khu vườn sẽ ra hạt giống như đồng loại của chúng. Anh ấy thực hành hình ảnh tinh thần mỗi đêm trước khi ngủ theo cách này. Anh tưởng tượng rằng người quản lý bán hàng của anh đang chúc mừng anh về công việc tốt đẹp, về sự nhiệt tình và tâm huyết của anh, cũng như phản hồi tuyệt vời từ khách hàng. Anh cảm thấy thực tế của tất cả những điều này, cảm thấy cái bắt tay của anh, nghe thấy giọng nói của anh, nhìn thấy anh mỉm cười. Anh ấy đã làm một bộ phim tinh thần thực sự, kịch tính hóa nó theo cách riêng của mình, theo quy tắc vàng và quy luật tình yêu. Đêm này qua đêm khác, anh thực hiện bộ phim tinh thần này. Biết rằng tiềm thức là màn tiếp nhận hình ảnh có ý thức của anh sẽ được ấn tượng dần dần bởi một quá trình có thể gọi là sự thấu hiểu tinh thần và tâm linh. Ấn tượng đã được tạo ra trong tiềm thức và biểu hiện tự động xuất hiện. Giám đốc bán hàng đã gọi anh ta đến San Francisco, chúc mừng anh ta và giao cho anh ta một nhiệm vụ mới là giám đốc bán hàng bộ phận với hơn 100 con người có mức lương tăng lên đáng kể. Anh ta đã thay đổi quan niệm và ước tính của mình về ông chủ, và ông chủ của anh đã phản ứng lại theo đó. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Sách Matthew chương 25 mục 29. Trở nên trưởng thành về mặt tinh thần. Sự yêu thích thu hút nhau, những con chim tụ lại thành bầy.
Không lẽ thái độ cứng nhắc, nhỏ nhen, chỉ trích của người cộng sự là phản ánh sự thất vọng bên trong và cơn thịnh nộ bị kìm nén của chính bạn? Những gì người này nói hoặc làm không thể thực sự làm tổn thương bạn, trừ khi bạn cho phép anh ta làm phiền mình. Cách duy nhất để anh ấy có thể làm phiền là thông qua suy nghĩ của chính mình. Ví dụ, nếu bạn tức giận, bạn phải trải qua 4 giai đoạn trong tâm trí. Bạn bắt đầu suy nghĩ về những gì anh ta nói. Bạn quyết định nổi giận và sinh ra tâm trạng giận dữ. Sau đó, bạn quyết định hành động. Có lẽ bạn nói lại và phản ứng bằng hành động. Bạn thấy rằng suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng và hành động đều diễn ra trong tâm trí bạn. Khi bạn trưởng thành về mặt tinh thần, bạn không phản ứng tiêu cực trước những lời chỉ trích và oán giận của người khác. Làm như vậy có nghĩa là bạn đã rơi vào trạng thái rung động tinh thần thấp và trở thành một con người với bầu không khí tiêu cực của người kia. Xác định bản thân với mục tiêu trong cuộc sống và không cho phép bất kỳ người khác, địa điểm hoặc sự vật nào làm chệch hướng bạn khỏi cảm giác hợp nhất với đấng vô hạn. Đấng luôn suy nghĩ, nói và hành động thông qua bạn. Theo dõi trạng thái tâm lý bên trong của bạn. Chúng ta phải theo dõi trạng thái tâm lý bên trong của mình. Một số người lẩm bẩm một mình, ghen tị, sôi sục với sự tức giận và thù địch. Một thái độ tinh thần như vậy có tính hủy hoại cao và mang lại sự hỗn loạn, bệnh tật và thiếu thốn trong hành trình cuộc sống. Bạn quen thuộc với người tự biện minh cho mình. Anh ta nói với bản thân rằng anh ta hoàn toàn có quyền tức giận, tìm cách trả thù và cố gắng làm cho bằng được. Anh ta đang chơi một bản ghi âm trên máy hát cũ trong tiềm thức. Nó thuật lại tất cả những lời biện minh, lời bào chữa và bao biện cho trạng thái sôi sục bên trong của anh ta. Trong tất cả các khả năng, anh ta không biết rằng trạng thái tinh thần như vậy khiến anh ta mất năng lượng tâm linh trên quy mô lớn, khiến anh ta không hiệu quả và bối rối. Lời nói nội tâm tiêu cực thường nhắm vào một số người. Cảm xúc hủy hoại xuất hiện như ung nhọt và rối loạn thần kinh. Tôi đã nói chuyện với một người đàn ông gần đây. Người này nói với tôi rằng anh ta đã bị đối xử tệ bạc. Làm thế nào anh ta lên kế hoạch để có được sự công bằng? Anh ta căm thù người chủ cũ của mình như thế nào? Vân vân. Người đàn ông này bị loét dạ dày do nội tâm của anh ta rối loạn và kích thích. Tôi giải thích với anh ấy là anh đã tạo ra những ấn tượng rất tàn phá về sự tức giận và phẫn uất trong tiềm thức của mình, vốn luôn thể hiện những gì ấn tượng về nó. Những cảm xúc hủy diệt này phải có lối thoát, và chúng xuất hiện như những vết loét và chứng loạn thần kinh trong trường hợp của anh ta. Một giai điệu tâm linh mới đã chữa lành tình trạng bất hòa của anh ấy. Anh ta đảo ngược quá trình tinh thần của mình bằng cách buông bỏ chủ nhân cũ vào đại dương vô tận của tình yêu Thiên Chúa và cầu chúc cho ông ta tất cả các phước lành từ thiên đàng. Đồng thời anh lấp đầy tâm trí mình với chân lý của Thượng Đế bằng cách xác định mình với sự hiện diện chữa lành vô hạn, nhận ra rằng sự hài hòa, bình an và toàn năng của đấng vô hạn đang bão hòa tâm trí và cơ thể anh, khiến anh trở nên toàn vẹn. Những rung động tâm linh tràn ngập trong tâm trí của anh ấy đã được truyền đi khắp toàn bộ cơ thể của anh, và các tế bào trong cơ thể anh ấy mang một giai điệu tâm linh mới. Kết quả là chữa lành tình trạng bất hòa của anh ta. Nơi bí mật. Bạn có đủ khả năng để vào nơi bí mật của đấng tối cao và kết giao với Đức Chúa Trời. Ở đây, bạn sống vượt thời gian và không gian. Trong sự kết hợp tâm linh này với đấng thiêng liêng, bạn có cảm giác bình an bên trong. Bạn làm một với Chúa. Bạn từ chối đi xuống từ mức độ nhận thức cao này. Sự bình yên bên trong và cảm giác hòa hợp với đấng vô hạn là pháo đài bất khả xâm phạm của bạn. Bạn không bao giờ đầu hàng và nội tâm đĩnh đạc có cảm giác yên bình bên trong. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Đôi môi và trái tim đồng điệu. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn khi suy nghĩ và cảm xúc bên trong của bạn đồng ý với lời nói của đôi môi. Về vấn đề này, tôi muốn dẫn chứng trường hợp sau. Một người đàn ông dính líu đến một vụ kiện bị trì hoãn kéo dài, khiến anh ta mất nhiều thời gian, chi phí pháp lý, vân vân. Anh ta bực tức, cay đắng và thù địch với phe đối lập và luật sư của chính mình. Lời nói bên trong thể hiện những suy nghĩ bên trong. Im lặng
không được bộc lộ quá nhớ ít nhiều là như sau. Thật vô vọng, điều này đã diễn ra trong 5 năm, tôi đang bị quẳng xuống sông. Nó là vô ích để tiếp tục, tôi có thể từ bỏ, vân vân. Tôi giải thích với anh ta rằng những lời nói nội tâm này có tính phá hoại cao và chắc chắn là đóng một vai trò quan trọng trong việc kéo dài vụ án. Job nói, vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job, chương 3, mục 25. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn cách nói bên trong và bên ngoài của mình khi anh ấy hoàn toàn hiểu những gì anh ấy đã và đang làm với bản thân. Thực ra, anh đã cầu nguyện chống lại chính mình. Tôi hỏi anh ấy một câu duy nhất như sau. Anh sẽ nói gì nếu tôi nói với anh vào phút này rằng đã có một giải pháp hoàn hảo, hài hòa, đạt được và toàn bộ vấn đề đã được kết thúc? Anh ấy trả lời, tôi sẽ rất vui mừng và vĩnh viễn biết ơn. Tôi sẽ cảm thấy tuyệt vời khi biết rằng toàn bộ mọi việc đã hoàn thành. Từ lúc đó anh đồng ý rằng lời nói bên trong của anh, như Alpensky đã chỉ ra, sẽ đồng ý với mục tiêu của anh. Anh ấy đã áp dụng lời cầu nguyện sau đây một cách thường xuyên và có hệ thống mà tôi đã ban cho anh ấy. Tôi cảm ơn vì giải pháp hoàn hảo, hài hòa đến từ sự thông thái của Đấng Minh Triết. Anh ta lặp đi lặp lại điều này với chính mình thường xuyên trong ngày, và khi khó khăn, sự chậm trễ, thất bại, xung đột, nghi ngờ và sợ hãi xuất hiện trong đầu anh ta sẽ âm thầm khẳng định sự thật trên. Anh ta ngừng hoàn toàn đưa ra những tuyên bố tiêu cực bằng lời nói và cũng theo dõi lời nói bên trong của mình để biết rằng lời nói nội tâm của anh sẽ luôn được thể hiện. Đó là những gì chúng ta cảm thấy bên trong được hiện hữu. Chúng ta có thể nói một điều và cảm nhận một điều khác trong trái tim mình. Nó là những gì chúng ta cảm thấy được tái tạo trên màn hình không gian. Chúng ta không bao giờ được khẳng định bên trong những gì mà chúng ta không muốn trải nghiệm ra bên ngoài. Đôi môi và trái tim nên đồng ý. Khi làm như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lại. Chính từ lời nói nội tâm mà tiềm thức lắng nghe và tuân theo. Loại trò chuyện nội tâm nào diễn ra trong bạn mọi lúc mà không được thể hiện một cách rõ ràng? Đó là lời nói bên trong của bạn mà tiềm thức lắng nghe và tuân theo. Tiềm thức ghi lại những suy nghĩ và cảm giác thầm lặng của bạn, và nó là một cỗ máy ghi âm rất trung thực. Nó ghi lại mọi thứ và phát lại bản ghi cho bạn dưới dạng trải nghiệm, điều kiện và sự kiện. Điều rất quan trọng là đưa ra chỉ dẫn thích hợp cho tiềm thức. Ví dụ, nếu một người đàn ông gặp trở ngại, chậm trễ, khó khăn và cản trở chương trình của anh ta, tiềm thức sẽ coi đó là yêu cầu của anh và tiếp tục đưa những khó khăn, thất vọng vào trải nghiệm của chính anh ta. Do đó, hãy nuôi tiềm thức bằng những tiền đề đúng. Bạn và mong muốn của mình. Kinh Thánh cho biết, quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Sách Matthew, chương 18, mục 19. Hai người này là ai? Nó có nghĩa là bạn và mong muốn của bạn. Tức là nếu bạn chấp nhận mong muốn của mình về mặt tinh thần, tiềm thức sẽ đưa nó thành hiện thực, bởi vì ý thức và tiềm thức của bạn đã đồng ý hoặc đồng điệu với nhau. Cả hai đồng ý đại diện cho suy nghĩ và cảm giác, ý tưởng và cảm xúc của bạn. Mong muốn của bạn là bản chất của những điều được hy vọng và là bằng chứng của những điều không thấy. Mong muốn của bạn có thật như bàn tay hoặc trái tim của bạn vậy, và nó có dạng, hình dáng và chất riêng của nó trong một không gian khác của tâm trí. Vị trí của ký ức và chữa lành cơ thể. Cần phải nhắc lại rằng bất cứ điều gì chúng ta chấp nhận hoặc cảm thấy là đúng đều được thấm nhuần trong tiềm thức của chúng ta. Tiềm thức là phương tiện sáng tạo, xu hướng của nó như Chuột chỉ ra luôn luôn là cuộc sống. Tiềm thức kiểm soát tất cả các cơ quan quan trọng của bạn, là trung tâm của trí nhớ và là người chữa lành cho cơ thể. Tiềm thức là trí tuệ và sức mạnh vô hạn. Đồng nhất với dòng sông hòa bình và tình yêu của Chúa. Một phụ nữ bị huyết áp trên 200 kèm theo những cơn đau nửa đầu dữ dội. Nguyên nhân của tất cả những điều này là lời nói phá hoại bên trong. Cô cảm thấy rằng ai đó đã đối xử không đúng với cô, và cô trở nên tiêu cực với người đó. Cô biện minh cho mình là có thái độ thù địch và chống đối người này, để tình trạng này kéo dài hàng tuần và ở trong tình trạng cảm xúc sâu sắc. Thái độ tiêu cực này đã rút hết sức lực của cô ấy.
dẫn đến những thay đổi tâm lý trong dòng máu của cô. Như đã nói, cô đã sẵn sàng để bùng nổ vì tức giận. Áp lực nội tâm, căng thẳng gia tăng và sự thù địch sôi sục là nguyên nhân khiến cô bị cao huyết áp hoặc tăng huyết áp cộng với chứng đau nửa đầu. Người phụ nữ này bắt đầu thực hành những điều kỳ diệu của lời nói tâm linh bên trong. Cô nhận ra rằng cô đã đầu độc chính mình và người phụ nữ kia không phải chịu trách nhiệm về cách cô ấy nghĩ hay cảm nhận về mình. Cô ấy là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của cô và cô đã suy nghĩ những suy nghĩ xấu xa, phá hoại, độc hại đang đầu độc toàn bộ cơ thể của cô ấy. Cô bắt đầu hiểu và thấy rằng không ai có thể chạm vào cô ngoại trừ thông qua suy nghĩ của chính mình hoặc sự chuyển động của tâm trí. Tất cả những gì cô ấy phải làm để thực hành điều kỳ diệu của lời nói tâm linh bên trong thực sự là xác định mục tiêu của cô. Mục đích của cô là hòa bình, sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, thanh thản và yên tĩnh. Cô bắt đầu nhận ra dòng sông hòa bình của Chúa và tình yêu của Ngài chảy qua cô như một dòng sông vàng xoa dịu, chữa lành và phục hồi tâm trí, cơ thể. Trong 15 phút, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày, cô ấy thầm cầu nguyện và những suy nghĩ cảm xúc bên trong của cô ấy như sau. Đức Chúa Trời là tình yêu và tình yêu của Ngài lấp đầy tâm hồn tôi. Chúa là bình an và bình an của Ngài tràn ngập tâm trí và cơ thể của tôi. Chúa là sức khỏe hoàn hảo và sức khỏe của Ngài là sức khỏe của tôi. Chúa là niềm vui và niềm vui của Ngài là niềm vui của tôi và tôi cảm thấy tuyệt vời. Kết quả hữu hình thiết lập cho bạn kiến thức về sự thật giúp bạn tự do. Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Sách Ê-sai chương 58, mục 8. Này tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Sách Ê-sai chương 59, mục 1. Điều kỳ diệu của lời nói nội tâm thực sự. Kiểu nói nội tâm này thể hiện những suy nghĩ bên trong của cô ấy về Chúa và các đức tính của Ngài, mang lại cảm giác hoàn toàn cân bằng, đĩnh đạc và hài hòa cho tâm trí và thể chất của cô ấy. Khi suy nghĩ của người phụ nữ kia xuất hiện trong đầu cô sẽ xác định ngay mục tiêu của mình: sự bình yên của Chúa. Cô đã khám phá ra những điều kỳ diệu của lời nói thực sự bên trong. Nơi môi và trái tim cô hợp nhất trong việc đồng nhất với chân lý vĩnh cửu của Thượng Đế. Do đó khiến cô không thể chống lại các tác động của những ý tưởng và suy nghĩ tiêu cực. Thử nghiệm xúc tác giải phóng bạn. Làm thế nào để bạn gặp những người trong tâm trí của bạn? Đó là bài kiểm tra cho sự thật giúp bạn tự do. Nếu bạn gặp họ và nhìn thấy Chúa trong họ, điều đó thật tuyệt vời. Thì bạn đang thực hành những điều kỳ diệu của lời nói bên trong từ quan điểm xây dựng, bởi vì bạn đang xác định mục tiêu của mình là Chúa hay điều tốt đẹp. Alpensky chỉ ra rằng lời nói bên trong của bạn phải luôn đồng ý với mục tiêu của bạn. Dừng lại, tôi là chủ. Một chàng trai trẻ có một mục tiêu, tức là sức khỏe hoàn hảo. Tuy nhiên, tâm trí tiềm thức của anh ta nhắc nhở anh ta rằng anh ta đã bị bệnh rối loạn máu trong nhiều năm. Anh ta đầy lo lắng, sợ hãi và nghi ngờ. Những người thân của anh liên tục nhắc nhở anh rằng sẽ phải mất một thời gian dài và có thể anh sẽ không bao giờ lành lặn. Tất nhiên, tiềm thức của anh đã tiếp nhận tất cả những ấn tượng tiêu cực này và anh không thể chữa lành được. Lời nói bên trong của anh ta phải đồng ý với mục đích của anh ta. Nói cách khác, hai giai đoạn của tâm trí anh ta phải đồng điệu và thống nhất với nhau. Người thanh niên này bắt đầu nói với một giọng điệu khác với tiềm thức của mình. Tôi đã nói với anh ấy khi anh ấy lắng nghe một cách cẩn thận và say mê để khẳng định một cách chậm rãi, lặng lẽ, đầy yêu thương và cảm nhận vài lần mỗi ngày như sau. Trí tuệ sáng tạo đã tạo ra cơ thể tôi và bây giờ đang tạo ra dòng máu của tôi. Sự hiện diện chữa lành biết cách chữa lành và đang biến đổi mọi tế bào trong cơ thể tôi theo khuôn mẫu của Chúa. Tôi nghe và thấy bác sĩ nói với tôi rằng tôi hoàn hảo. Bây giờ tôi có hình ảnh này trong tâm trí của mình. Tôi nhìn thấy Ngài rõ ràng. Tôi nghe thấy giọng nói của Ngài và Ngài đang nói với tôi: John, anh đã được chữa lành. Đó là một điều kỳ diệu. Tôi biết hình ảnh mang tính xây dựng này đang đi sâu vào tiềm thức của tôi, nơi nó đang được phát triển và đưa nó đi qua.
Tôi biết tâm trí tiềm thức của tôi đang liên kết với đấng vô hạn, và trí tuệ cũng như sức mạnh của nó đang đưa yêu cầu của tôi thành hiện thực, bất chấp mọi bằng chứng gợi ý đều trái ngược. Tôi cảm thấy điều này, tôi tin điều đó, và tôi hiện đang xác định mục tiêu của mình, đó là sức khỏe hoàn hảo. Đây là lời nói bên trong của tôi vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Anh lặp lại lời cầu nguyện này 10 hoặc 15 phút, 4 hoặc 5 lần mỗi ngày, đặc biệt là trước khi ngủ. Do thói quen, đôi khi anh thấy đầu óc mình quay cuồng, lăn tăn, rối ren, lo lắng, kể lại phán quyết của người khác và những thất bại lặp đi lặp lại trước đây của anh trong quá trình chữa bệnh. Khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu anh ấy, anh ấy đã ra mệnh lệnh: "Dừng lại, tôi là chủ. Mọi suy nghĩ, hình ảnh và phản hồi phải tuân theo tôi. Từ giờ trở đi, tất cả mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về Chúa và quyền năng chữa lành kỳ diệu của Ngài. Đây là cách tôi nuôi tiềm thức của mình. Tôi liên tục xác định với Chúa và suy nghĩ cảm xúc bên trong của tôi là: Cảm ơn Cha. Tôi làm điều này 100 lần một ngày hoặc 1.000 lần nếu cần thiết." Người đàn ông trẻ đã được chữa lành tình trạng máu trong 3 tháng. Đây là điều kỳ diệu của lời nói chân thực. Trong đó, lời nói bên trong của bạn giống như bạn đã nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Hãy tin rằng bạn có nó ngay bây giờ và bạn sẽ nhận được. Anh ta đã thành công bằng cách lặp đi lặp lại, cầu nguyện và thiền định để khiến tiềm thức của anh ta đồng ý với mong muốn của mình. Thì quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời đã đáp lại theo mong muốn. Ngài lại phán rằng: "Đứng dậy, đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi." Sách Luca chương 17, mục 19. Bà ấy đã thay đổi nội tâm của mình và hiện đang kết hôn hạnh phúc. Một người phụ nữ 67 tuổi nói với tôi tất cả những lý do mà bà ấy không thể kết hôn. Sau đó bà ấy bắt đầu âm thầm thực hành lối nói nội tâm chính xác như sau: "Con cảm ơn Cha vì người bạn đồng hành hoàn hảo, lý tưởng và thiêng liêng của con." Bà ấy lặp lại điều này với chính mình nhiều lần trong ngày. Sau một thời gian, khái niệm của bà ấy đã in sâu vào tiềm thức và bà đã gặp một người nghiện ma túy đã cai nghiện thành công. Họ hạnh phúc một cách lý tưởng. Lời nói bên trong của bà ấy là một trong những mục đích của bà. Bà ấy nói với nội tâm như thể nó đã xảy ra. Nó đã xảy ra ở nơi duy nhất nó có thể xảy ra. Đó là tâm trí của chính bà ấy. Trí tưởng tượng của bạn luôn chiến thắng. Coe và Borin của trường trị liệu Pháp đã dạy một chân lý đơn giản: khi mong muốn và trí tưởng tượng của bạn xung đột, trí tưởng tượng của bạn luôn chiến thắng. Tôi đã giải thích điều này cho một người đàn ông cảm thấy khó khăn khi từ bỏ thuốc lá. Bác sĩ của anh ấy đã thông báo với anh ấy rằng điều bắt buộc là anh ấy phải dừng lại và hủy bỏ ngay lập tức. 2 lần một ngày, anh ta thực hành nói với chính mình. Trong đó, anh trở nên trầm lặng và dễ tiếp thu, đồng thời khẳng định và hình dung như sau: tự do và yên tâm là của tôi bây giờ. Tôi biết rằng khi tôi khẳng định những sự thật này, chúng đã chìm sâu vào tiềm thức của tôi và tôi sẽ bị buộc phải từ bỏ thuốc lá vì quy luật tiềm thức của tôi là bắt buộc. Trong trí tưởng tượng của tôi gặp bác sĩ. Ông ấy vừa khám cho tôi xong và đang chúc mừng tôi đã thoát khỏi thói quen và có được sức khỏe hoàn hảo. Anh ấy đã có một vài buổi như vậy mỗi ngày trong khoảng 1 tuần. Lúc đó anh ấy nhận được phản hồi từ tiềm thức của mình và anh ấy thấy mình không còn ham muốn hút thuốc nữa. Anh ấy đã thành công trong việc truyền vào tâm trí sâu sắc hơn bằng thói quen suy nghĩ và nhìn xa trông rộng của mình. Bác sĩ của anh đã xác nhận một cách khách quan những gì anh đã suy nghĩ và hình dung một cách chủ quan. Bạn không thể đi 2 hướng cùng một lúc. Đây là một ví dụ về lời nói bên trong xung đột. Một thành viên trong tổ chức của chúng tôi đã cố gắng bán một ngôi nhà trong 3 năm. Cô ấy sẽ ra mệnh lệnh: tôi trao ngôi nhà xinh đẹp này cho vô hạn. Tôi biết nó đã được bán trong mệnh lệnh linh thiêng cho đúng người với giá phù hợp. Và tôi cảm ơn vì điều này là như vậy. Đây là lời cầu nguyện của cô ấy và không có gì sai với nó. Nhưng cô ấy liên tục hóa giải nó bằng cách thầm nói với chính mình: thời gian diễn ra chậm, giá quá cao và mọi người không có đủ tiền. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tại sao tôi không thể bán nó? Bạn có thể thấy rằng cô ấy đang làm cho lời cầu nguyện của mình trở nên vô hiệu. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì
thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Lời nói bên trong của cô ấy rất tiêu cực, và đó là cách cô ấy thực sự cảm nhận về toàn bộ vấn đề. Do đó, trạng thái tinh thần đó đã được biểu hiện trong 3 năm. Cô ấy làm ngược lại kỹ năng, và mỗi đêm cũng như sáng, cô sẽ nhắm mắt lại trong 5 hoặc 6 phút và tưởng tượng tác giả tiến sĩ Murphy đang chúc mừng cô ấy đã bán được nhà. Trong ngày, lời nói bên trong của cô ấy là: "Tôi cảm ơn vì việc bán nhà của tôi, người mua được thịnh vượng và may mắn vì giao dịch này." Việc lặp đi lặp lại cụm từ này đã in sâu vào tiềm thức của cô và trở nên rõ ràng. Một tuần sau, một người đàn ông ngồi cạnh cô trong nhà thờ vào chủ nhật tuần sau đã mua nhà của cô và rất hài lòng. Cô ấy nhận ra rằng bạn không thể đi hai hướng cùng một lúc. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Sách Thi Thiên, chương 19, mục 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, lời nói bên trong có tính hủy diệt cao. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5.